Trần Gia Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ ở Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên Youtube. Tuy nhiên, Facebook vấn đề livestream của Phong đã không phát được, do đó đành phải phát lại trên Youtube, cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả trên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì Đảng Cộng hòa đã bắt đầu thọc gậy mạnh vào trong cái chính sách cực tả của Joe Biden. Trong đó tất cả sàn thương viện lẫn sàn hạ viện đã bắt đầu đưa ra những cái dự luật mà trong đó họ tìm kiếm việc gọi là chặn đứng tất cả những cái chiến dịch tranh cử và kể cả cái chính sách nghị trình cực tả của Joe Biden. quý vị, à, chúng ta lướt qua bản tin trước đi rồi sau đó tôi mới đi vào thảo luận xem là lần này Joe Biden phải đối diện với những thách thức gì. Quý vị, đầu tiên hết trên sàn Hạ viện thì thượng nghị sĩ George Harley đã à, mong muốn là chính quyền Joe Biden phải tăng thuế đối với cái ngành năng lượng nhập cản từ phía của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ George Harley muốn rằng ông Joe Biden phải gia tăng thuế đánh vào bất kỳ một cái à, à, sản phẩm nào liên quan tới năng lượng từ Trung Quốc, một tuần sau khi mà ông giới thiệu một dự luật khác trong đó đánh thuế vào các cái phụ tùng xe điện của Cộng sản Trung Quốc, à, tổng thống Joe Biden và chính sách nghị trình cực tả của ông ta đang phá hủy cái uh, sự độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ và sẽ khiến chúng ta phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Ông George Holly đã nói chuyện với đài truyền hình Fox News và chúng ta không thể nào uh, đi theo cái chính sách uh, năng lượng mà trong đó làm giàu cho kẻ thù của chúng ta và gia tăng cái sự uh, chi phí khó khăn của người dân Hoa Kỳ tại quê nhà. Và đây là thời gian tuyên bố về cái tinh thần độc lập năng lượng của chúng ta từ Trung Quốc. Chúng ta có thể gia tăng thuế đánh vào tất cả các cái kỹ nghệ về năng lượng của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông George Halley và đây là hình của ông George Holly Ông George Harley đã giới thiệu dự luật mới vào ngày hôm nay thứ ba, trong đó gọi là có có tên gọi là Declaring our energy independent from China tức là tuyên bố năng nền độc lập năng lượng của chúng ta tách rời khỏi Trung Quốc và trong đó yêu cầu ông tổng thống phải đánh thuế vào tất cả các mặt hàng điện phụ tùng về điện các cái solar panel từ ở Trung Quốc và kể cả những cái nào nhập nhập cảnh từ Trung Quốc là từ ít nhất là 25% và ông tổng thống có thể gia tăng 5% thường niên trong vòng những năm ít nhất là 5 năm tới với mức là ở mức là 50% và kể từ khi mà ông Trump dưới thời của ông Trump thì Hoa Kỳ đánh thuế vào mặt hàng Trung Quốc đã lên tới 19.3% theo ước lượng cho thấy là tất cả những cái tổ chức nên nên profit tức là những cái nhóm mà nghiên cứu về bất vụ lợi đã đã đưa ra cái bản báo cáo này và dự luật này đồng thời yêu cầu là những cái công ty mà hỗ trợ Trung Quốc cung cấp về nguồn điện solar Tức, tức là uh, các cái panel điện mặt trời hoặc là trong ký nghệ điện, uh, ít nhất là trong vòng 15 năm và bao gồm luôn việc gọi là có những cái uh, ngân quỹ chuyển ngân và đánh thuế cũng như là nhắm vào các mặt hàng này. Và tuần năm ngoái thì uh, cho bên đã ngưng lại cái thuế đánh vào mặt hàng solar từ uh, trong vòng 2 năm và một là cái... Uh, cái nghị quyết của lưỡng đảng đã tra, thông qua và chấm dứt cái việc mà này. Tuy nhiên thì ông đã, ông tổng thống đã phủ quyết và ông cho bên đã cho gia tái giới thiệu một cái dự uh, luật về việc gọi là uh, thực hiện chuyển chuyển đổi từ cái uh, việc sản xuất và công nhân của Hoa Kỳ trong, thông qua các xe điện và nhắm mục tiêu vào 2/3 các xe trên toàn quốc phải được đạt được là xe điện từ năm nay đến năm 2032 và theo tường trình của Bộ Quốc phòng vào năm ngoái, Trung Quốc đã kiểm soát hầu hết những cái dụng cụ về năng lượng, trong đó bao gồm luôn cả nguồn nguyên liệu cung cấp, đó là một trong những cái mà ông George Holly đã đưa ra trên sàn thượng viện nhắm vào cái kỹ nghệ năng lượng của Trung Quốc. Ok, một lát tôi sẽ phân tích điều này. Bên cạnh đó, thì Quốc hội tức là Hạ viện của Hoa Kỳ đã bắt đầu tìm kiếm việc buộc công ty Biden là sẽ phải thoát vốn của họ ra khỏi công ty Tiktok hoặc là phải đối diện với sự ban cấm của ở Hoa Kỳ. Đây đây là cái mới nhất từ quốc hội quý vị. Quốc hội đang tìm kiếm việc buộc công ty Biden là công ty mẹ của công ty Tiktok phải thoát vốn ra khỏi cái công ty này. Nếu như không thì sẽ đối diện với lệnh cấm tại Hoa Kỳ. Một nhóm lưỡng đảng các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã giới thiệu các chi luật vào ngày thứ ba. Trong đó là cho công ty Biden 6 tháng để mà rút vốn của họ ra khỏi cái trang app video Tiktok hoặc phải đối diện với sự ban cấm của Hoa Kỳ theo tường trình của một số phụ tá ở tại Quốc hội nói với các thông tin viên. Dân biểu Mike Gallagher, chủ tịch của tiểu ủy ban đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành viên cao cấp của tiểu ủy ban này là của Đảng dân chủ là Raja Krishnamurti à, đã giới thiệu dự luật này cùng với lượng đảng và có hàng chục các nhà lập pháp khác đã lên tiếng và lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia bởi cái trang áp do phía Cộng sản Trung Quốc làm chủ. Và dự luật này cho công ty Biden là 165 ngày để thoát vốn khỏi công ty TikTok và đang được sử dụng khoảng 170 triệu người dân Hoa Kỳ và nó có thể sẽ bất hợp pháp nếu như mà nó được tiếp tục xuất hiện trên các cái trang của Apple, của Google và một số những cái trang khác mà trong đó đã cung cấp cái trang app của TikTok và được kiểm soát bởi công ty Biden. Và dự lúc này cho ông tổng thống thêm cái quyền lực và trong đó quyết định là những cái trang áp nào gây lo ngại và có thể sẽ đối diện với tình trạng ban cấm hoặc giới hạn và lo ngại về tình trạng trang tiktok này năm ngoái sau khi có nỗ lực của quốc hội là tăng cường cái quyền lực để mà giảm tất cả những cái tình trạng chia sẻ của cái uh, trang mạng này và ngăn cấm tuy nhiên thì dự luật này vẫn còn bị uh, tồn động và Tòa Bạch Ốc đã hậu thuẫn cho cái dự luật do đảng Dân Chủ là ông Thượng nghị sĩ Mark Warner đã đệ trình. Trong đó có hơn 20 Thượng nghị sĩ đã giới thiệu dự luật này vào năm ngoái. Trong đó dành cho chính quyền của Joe Biden thêm cái lệnh quyền hành để ban lệnh cấm TikTok và các cái kỹ thuật của ngoại quốc nếu như mà họ đe dọa tới an ninh quốc gia và bộ... Tài chánh dẫn đầu bởi Quỹ ban đặc trách về đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ gọi tắt là CFIUS trong tháng 3 năm 2023 đòi hỏi TikTok và chủ nhân của họ phải bán lại tất cả các cổ phiếu hoặc đối diện với lại lệnh cấm. À, hãng thông tấn Reuters và các cơ quan truyền thông báo cáo. Tuy nhiên, thì chính quyền này vẫn chưa có hành động và cái dự luật mới này sẽ à, tạo thêm cái quyền pháp lý và trong đó do những lo ngại của công ty TikTok và người tiền nhiệm của ông Biden là ông Trump trước đây đã tìm cách ban cấm TikTok năm 2020. Tuy nhiên đã bị ngăn chặn bởi tòa án Hoa Kỳ và gần như là đây là một trong những cái uh, trang mạng và trong đó thì các trang khác gồm có Sen và Temu không nằm trong dự luật này quý vị như vậy thì cả hai cái uh, sàn thượng viện lẫn sàn hạ viện đều đưa ra những cái dự luật mà trong đó nhắm thẳng vào cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden và cái nghị trình cực tả của ông ta chiến dịch tranh cử là bởi vì chính Joe Biden ra lệnh cấm TikTok ở trên các cái thiết bị của chính quyền liên bang tức là những nhân viên làm việc trong chính quyền liên bang nếu mà sử dụng những thiết bị như là iPhone hay là và uh, Samsung hay là iPad hay là tablet đều không được phép download trang mạng TikTok luật này đã được ban hành rồi thì quý vị nhưng chính chiến dịch tranh cử của Joe Biden lại đi mở một cái chương mục ở trên TikTok để mà vận động tranh cử và cái dự luật này ông George đưa ra để mà uh, cảnh báo Joe Biden là ông đang sử dụng một cái trang mạng đe dọa tới an ninh quốc gia mà chính ông là người đã ký xác lệnh ban hành cấm nhân viên liên bang không được phép sử dụng trang TikTok. Bây giờ tới phiên chiến dịch tranh cử của ông lại sử dụng cái trang mạng TikTok này thì đây là điều không thể chấp nhận được. Do đó do đó thì quý vị Ông Mike Gallagher là chủ tịch tiểu ủy ban đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông là người của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó thì người dân biểu kế tiếp đó là ông Raja Krishnamurti lại là người của Đảng Dân chủ. Họ đệ trình dự luật này để nhằm ngăn chặn tình trạng mà tầm ảnh hưởng của trang mạng TikTok dưới sự điều khiển của công ty Biden. Như vậy thì cái dự luật này sẽ được đệ trình và sẽ được bỏ phiếu trên sàn Hạ viện trong tuần tới. Và như vậy thì công ty Biden sẽ có 165 ngày bán lại hết tất cả cổ phiếu cổ phần của họ trong công ty TikTok và họ không còn dính líu gì tới công ty TikTok, họ phải bán lại hết. Còn nếu như không thì công ty TikTok tức là cái trang mạng TikTok sẽ bị cấm ở tại Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cái đòn gọi là rất là mạnh đánh vào trong cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden đang tìm cách tiếp cận với cái khối cử tri trẻ sau khi mà dưới 30 tuổi họ từ chối là không bỏ phiếu cho Joe Biden thì quý vị đây rõ ràng là phía hạ viện hoa kỳ mặc dù rằng là có luôn cả thành viên của đảng dân chủ tuy nhiên họ không nhìn vào chiến dịch tranh cử của joe biden họ nhìn vào an ninh quốc gia bởi vì cái trang mạng này rất nguy hiểm không những nó gây tác hại cho đời sống của những giới trẻ hoa kỳ mà nó còn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi vị trí của những người sử dụng tiktok đều được xác nhận bởi công ty tiktok và công ty biden cũng như là dữ liệu của người sử dụng tại Hoa Kỳ, thì nhân viên của Biden tại Bắc Kinh vẫn có thể xâm nhập vào được. Do đó nó gây hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì phía của Hạ Viện đã bắt đầu đưa ra những chính sách gọi là cứng rắn với cái trang mạng TikTok này. Bên cạnh đó thì quý vị, ông George Halley đã đánh thẳng vào cái nghị trình của Joe Biden. Quý vị biết là Joe Biden đang thúc đẩy cái chính sách cực tả về buộc phải sử dụng năng lượng sạch. Và trong đó ông ta đã chỉ thị là ông ta muốn rằng hơn phân nửa xe chạy Hoa Kỳ từ đây tới năm 2032 là phải sử dụng nguồn xe điện. Và quý vị, nguồn xe điện thì nó tới từ những cái bộ phận và kể cả cái hệ thống bình sạc điện. Thì tất cả những cái này đều nhập cản từ Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay thống trị về việc sản xuất bình điện trên thế giới là 70%. Bình điện dành cho xe điện. Và Trung Quốc đang có gần cả chục công ty sản xuất xe điện và nó gây nguy hiếp tới cái thị trường của Hoa Kỳ. Thứ nhất là thị trường năng lượng. Thứ hai là kỹ nghệ công nghiệp của Hoa Kỳ về xe hơi. Thì quý vị, đây là một trong những cái chính sách mà ông George Sully đánh thẳng vào các cái mặt hàng của Trung Quốc. Trong đó thì ông George Sully đã đưa đệ trình cái dự luật và trong đó là phải đánh thuế lên tới 50% các cái mặt hàng liên quan tới năng lượng, tức là những cái thiết bị về bình điện, các cái solar panel, các cái thúp những cái này đều xuất cản từ Trung Quốc thì phải ngăn chặn không để cho nó nhập cản vào thị trường Hoa Kỳ và đánh thuế rất cao vào các mặt hàng này để bảo vệ cho cái nền độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ và cái vị nó đánh thẳng vào cái chính sách cực tả của Joe Biden bởi vì chính sách của Joe Biden đi về năng lượng xanh mà Hoa Kỳ thì lại không có đủ nguyên liệu và cũng không có nhiều công ty sản xuất về năng lượng xanh trong đó những cái bình điện những cái tấm solar panel thì không có sản xuất nhiều. Trong khi đó ngược lại Trung Quốc chiếm thị phần 70% và Joe Biden đã loại trừ cái thuế đánh vào solar panel từ Trung Quốc. Tức là ông ta mở đường cho nhập cản các cái solar panel từ Trung Quốc. Thì quý vị điều này nó sẽ ảnh hưởng tới cái kỹ nghệ năng lượng của Hoa Kỳ. Và trước đó năm ngoái thì quý vị khi mà bị áp lực bởi quốc hội và người dân thì Joe Biden mới là đánh thuế và cấm nhập cản các mặt hàng về solar panel từ Trung Quốc là bởi vì nó xuất phát từ Tân Cương, nơi đang có tình trạng cưỡng bức lao động. Tuy nhiên thì Joe Biden lại mắt nhắm mắt mở cho Trung Quốc đội lốt ở bốn quốc gia Á Châu để mà xuất cản các cái solar panel vào trong cái thị trường Hoa Kỳ, trong đó gồm có Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan. Thì quý vị, bốn quốc gia này <laughs> họ không có khả năng sản xuất về solar panel họ không có nguyên liệu để sản xuất về solar panel mà đa số những cái nguồn nguyên liệu này và những cái phụ tùng này đến từ Trung Quốc và họ chỉ lắp ráp ở tại các quốc gia này rồi xuất cản qua Hoa Kỳ dưới cái mạc là make in của quốc gia họ thôi. Thì quý vị, Joe Biden vì muốn thúc đẩy cái nguồn năng lượng xanh, ông ta đã không có ngăn cấm solar panel từ các quốc gia này, mặc dù ông ta biết rõ những cái solar panel này đến từ Trung Quốc và đến từ Tân Cương. Thì quý vị, đây là một trong những cái chính sách cực tả của ông ta thúc đẩy cái năng lượng xanh, khiến cho tình trạng năng lượng của Hoa Kỳ bị nguy hiểm. Do đó thì ông George Holly là thượng sĩ trên sàn thượng viện đã đệ trình dự luật này, trong đó nhằm ngăn chặn chính sách cực tả của ông ta, bởi vì ông ta sẽ không dừng lại. Quý vị biết là bây giờ ông ta mới áp dụng xe điện và kể cả một số những cái uh, uh, những cái uh, solar panel tức là những cái nguồn điện mà lấy từ cái ánh sáng mặt trời đó quý vị, Tôi gọi là thái dương điện. Tuy nhiên thì cái chính sách cực tả của Joe bên không dừng lại, ông ta còn áp dụng tới những cái ngành công nghiệp khác của Hoa Kỳ, trong đó là cái hệ thống sản xuất về máy lạnh, cái hệ thống sản xuất về điện lạnh và cái hệ thống uh, sản xuất về các cái uh, air conditioning, tức là những cái máy điều hòa nhiệt độ ở trong nhà quý vị là bây giờ ông ta đã bắt đầu cấm không cho dùng khí ga tức là khí đốt thiên nhiên mà phải dùng điện, quý vị. thì quý vị chúng ta không đủ, chúng ta không đủ cái uh, nguồn điện và các công ty xưa nay họ sản xuất là họ sản xuất các cái này dựa trên cái khí ga, bởi vì khí ga chiếm một cái phần rất quan trọng trong việc mà cung cấp cái nguồn máy máy lạnh điện lạnh hay là cái air conditioning trong nhà quý vị, tức là cái máy uh, máy lạnh trong nhà quý vị thì quý vị, bây giờ Joe Biden lại áp dụng chính sách này và các phụ tùng của các cái cái kỹ nghệ này nó lại xuất phát từ Trung Quốc. Tức là Trung Quốc có một số công ty sản xuất những cái phụ tùng này cung cấp cho những công ty của Hoa Kỳ. Thì quý vị, nó sẽ gây ra tình trạng gọi là khó khăn cho Hoa Kỳ khi lệ thuộc tất cả nguồn hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc. Trong khi chúng ta đang tách rời cái nền kinh tế của Trung Quốc ra. Do đó thì ông George Harley đã đệ trình dự luật này và ông đề nghị là đánh thuế lên tới 50% các mặt hàng này. Tuy nhiên quý vị, đây là để cái dự luật do ông George Harley đệ trình trên sàn thượng viện. Chưa chắc Joe Biden đã ký. Chưa chắc Joe Biden đã ký bởi vì những cái điều này nó cản trở cái chính sách nghị trình xanh của ông ta. Do đó thì bây giờ chúng ta còn 8 tháng nữa chúng ta còn 8 tháng nữa là bầu cử là bầu cử tại Hoa Kỳ và chúng ta còn 10 tháng nữa là có thể thay đổi cái quyền hành pháp. Thì quý vị, dù Trung Quốc có sản xuất đi nữa thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để ngăn chặn tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Nếu như Đảng Cộng hòa nắm lại quyền hành pháp, đặc biệt là ông Trump. Ông Trump đã tuyên bố nếu ông quay trở lại làm tổng thống, ông không những đánh thuế 60% mà có thể lên tới 300% phần trăm các mặt hàng của Trung Quốc Bất kể nó là mặt hàng có năng lượng hay không năng lượng Bất kể nó là mặt hàng gì Ông sẽ đánh thuế thật cao lên các mặt hàng Trung Quốc Để buộc tất cả các công ty ngoại quốc và các công ty Hoa Kỳ Phải rời khỏi thị trường Trung Quốc Thì quý vị, ông Trump đã đưa ra lời cam kết này Do đó thì bây giờ ông George Sally đã lót đường trước bằng cái dự luật Nó được giới thiệu trên sàn thượng viện Chưa chắc là nó được thông qua Và dù nó được thông qua, chưa chắc Joe Biden đã ký ông ta có quyền ký phủ quyết, ông ta có quyền ký phủ quyết tương tự như trước đây, ông ta đã phủ quyết cái uh, luật ngăn cấm các cái solar panel từ bốn quốc gia ở châu, thì quý vị điều này nhưng mà cái dự luật này sẽ được tái giới thiệu lại sau khi đảng cộng hòa nắm quyền đa số ở thượng viện và nắm quyền đa số ở hạ viện và nếu như mà tổng thống trump mà thắng cử thì coi như là cái chính sách năng lượng của joe biden sẽ bị dẹp bỏ trong thùng rác Lý do là bởi vì Quốc hội sẽ thông qua tất cả những cái dự luật liên quan tới vấn đề an toàn năng lượng tại Hoa Kỳ, trong đó sẽ nghiêm cấm nhập cản tất cả những cái thiết bị từ Trung Quốc, tất cả những cái phụ tùng từ Trung Quốc hay từ những nguyên liệu từ Trung Quốc. Thì cái việc Quốc hội thông qua mà Tổng thống hành pháp ký thì nó thành luật. Và mai này mà chính quyền đã Dân Chủ mà có muốn lật lại cũng không được. Họ muốn lật lại là phải có sự thông qua từ Quốc hội do đó, quý vị, lần này là Joe Biden đang phải đối diện với nhiều thách thức. Một, nếu ông ta muốn thắng cử, thì phải dẹp bỏ tất cả những chính sách cực tả của ông ta và thứ hai, phải dẹp bỏ cái trò đạo đức giả của đảng dân chủ và của ông ta. Thì quý vị thấy đạo đức giả là gì? Một mặt thì ông ta cấm nhân viên liên bang không được download tất cả cái uh, trang app TikTok ở trong các cái thiết bị của liên bang. Nhưng một mặt khác thì chiến dịch tranh cử của ông ta lại ghi danh và bắt đầu quảng bá và quảng cáo để tiếp cận các cái người sử dụng trẻ ở trên TikTok. Và quý vị biết là TikTok trong thời gian mấy năm qua nó đã tàn phá khủng khiếp cái giới trẻ Hoa Kỳ. Nếu mà quý vị có dịp lên TikTok quý vị thấy tất cả những cái clip trên TikTok toàn là những cái clip mang tính chất băng hoại thì nhiều hơn chứ không có những cái đóng góp tích cực. Nó trở thành một cái thị trường clip quảng cáo hoặc là những cái clip và và để kiếm view, sẵn sàng làm những cái trò trời ơi đất hỡi của giới trẻ. Trong đó bao gồm việc mà ăn mặc thở hàng cho tới việc mà đập phá những cái uh, tài sản công cộng, bao gồm các cái trường học, công lập cũng như là những cái trò gọi là um, trời ơi đất hỡi, tôi gọi là những cái trò tôi gọi chung là những cái trò băng ngoại. Nếu quý vị lên TikTok quý vị cả bắt gặp những cái clip này nhiều hơn so với những cái clip mà có tính chất đóng góp cho xã hội. Thì quý vị, TikTok đã trở thành cái công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nó trở thành cái công cụ phá hoại xã hội Hoa Kỳ. Chưa kể là cái tình trạng mà các dữ liệu của những người sử dụng đều được nhân viên của Biden ở tại Trung Quốc có thể lấy được. Nó đe dọa tới an ninh quốc gia. Do đó thì quý vị, việc cấm TikTok là việc trước sau mà thôi. Nếu Biden không thoát vốn, tức là họ có 165 ngày để mà thoát vốn ra khỏi cái công ty của trang app TikTok còn nếu không họ sẽ bị nghiêm cấm tại Hoa Kỳ. Đây sẽ là một trong những cái chính sách mà phía Đảng Cộng Hòa thúc đẩy để dần dần tách rời khỏi Cộng, sản, Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng rất nhiều và trước đó hai ngày thì quý vị thấy là thượng nghị sĩ Marco Rubio đã chính thức viết thư cho ít nhất là chín công ty truyền thông kêu gọi họ cắt đứt tất cả các mối quan hệ tới với cái tờ báo gọi là China Daily, tức là Nhật Báo Trung Hoa, đây là tờ báo tuyên truyền của đảng cộng sản trung quốc và họ thông qua cái tờ báo này đảng cộng sản trung quốc thông qua cái tờ báo này chi tiền quảng cáo cho các công ty truyền thông trong đó gồm chín công ty đã được nêu đích danh bởi ông michael rubio để mà ngăn chặn không muốn cho cái cơ hội trung quốc có thể tuyên truyền trong xã hội hoa kỳ bắc kinh hiện nay đang thực hiện cái chiến dịch gây ảnh hưởng kết quả bầu cử và gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử tại hoa kỳ từ cấp địa phương tới cấp liên bang kể cả ghế tổng thống và họ sử dụng tất cả những cái công cụ ở tại hoa kỳ trong đó bao gồm cái hệ thống tuyên truyền của họ thông qua những cái thương gia làm ăn tại trung quốc và thứ hai họ sử dụng tất cả những tờ báo thân bắc kinh để quảng bá tuyên truyền cho họ và thứ ba sử dụng cái công cụ tuyên truyền cho họ trong đó gồm có đài cctv CGTN và kể cả cái uh, tờ china daily để mà tìm cách gọi là gây ảnh hưởng tới các công ty truyền thông của hoa kỳ thông qua các cái quảng cáo tiền quảng cáo mà họ chờ, họ đưa cho những công ty truyền thông của Hoa Kỳ thì cái vị Bắc Kinh đã maximize tất cả hệ thống tuyên truyền của họ thì do đó tại sao trên sàn của thượng viện và hạ viện các thượng nghị sĩ các dân biểu đã ra sức đưa ra những cái du luật cứng rắn với cộng sản Trung Quốc và áp lực cho Biden là phải có thái độ cứng rắn hơn với cộng sản Trung Quốc đặc biệt là những cái sản phẩm đến từ Trung Quốc thật sự thì trong 3 năm nay Kể, nói là trong 3 năm thì không đúng mà kể từ năm 2018 thì đúng hơn. Thì thật sự cái số lượng hàng hóa của Trung Quốc đã giảm đi ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Bây giờ còn ít nhất là khoảng à, 42%. Tức là trước đây quý vị chúng ta gần như là 7-80% nhập cản từ Trung Quốc. Bất kể mặt hàng gì. Từ những cái mặt hàng đời sống bình thường cho tới những cái mặt hàng được xem là nguyên liệu. Đặc biệt là ngành dược và ngành kỹ thuật. Thì lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Nhưng mà kể từ khi mà ông Trump mở cuộc chiến mậu dịch năm 2018 cho tới bây giờ thì uh, mặt hàng Trung Quốc đã bớt dần trong các cửa tiệm và các cái nguyên liệu Trung Quốc đã bị bớt dần ở trong các công xưởng Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn lệ thuộc nhất là ngành y khoa. Ngành y khoa thì cái uh, nguyên liệu chế tạo dược phẩm đến từ Trung Quốc và tất cả những cái vật dụng dùng trong ngành y khoa từ ống chích, khẩu trang, quần áo cho tới những cái lạc vặt đó quý vị đều xuất phát từ Trung Quốc. Thì họ vẫn còn lệ thuộc khá nặng nề. Do đó thì lần này quý vị Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm 2024 ngoại trừ vấn đề đối nội là vấn đề di trú và vấn đề kinh tế đứng đầu trong chính sách đối ngoại họ không tập trung vào Ukraine do Thái nhiều họ tập trung vào đối phó với Cộng sản Trung Quốc và đây là áp lực họ lôi tất cả những đồng nghiệp bên Đảng Dân Chủ bỏ phiếu theo họ và đưa ra những cái dự luật chung với họ để mà ngăn cản sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc có bị biết từ năm 2022 tới bây giờ từ bản báo cáo của cơ quan à, à, tình báo quốc gia cơ quan tình báo CIA cơ quan FBI và cơ quan NSC tức là cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia Hoa Kỳ đồng loạt để đưa đều đưa lên hàng đầu và nói rằng Trung Quốc đang là tiềm năng đe dọa cho toàn diện đối với Hoa Kỳ từ xã hội chính trị, kinh tế và kể cả quân sự. Do đó quý vị, lần này Joe Biden sẽ phải đối diện với lại một cái uh, chính sách đầy diều hâu của Đảng Cộng Hòa đối với Cộng sản Trung Quốc. Trong chính sách đối ngoại, ông ta không thể mềm dẻo được nữa. Ông ta không thể mềm dẻo để thực hiện các cái tiến trình về gọi là khí hậu toàn cầu của ông ta. Trước đây thì ông ta thỏa hiệp để mà yêu cầu Trung Quốc đáp ứng cái uh, nghị trình khí hậu toàn cầu của ông ta. Nhưng mà kết quả thì do tình trạng cuộc chiến của Nga tại Ukraine, Trung Quốc cho tái lập lại các nhà máy nhiệt điện và cho tái lập lại tất cả những cái việc tăng cường sản xuất nguyên liệu. Nó gây ô nhiễm môi trường được xem là nhất nhì trên thế giới. Trung Quốc đã không giữ lời cam kết là sẽ giảm đi khí carbon hay là giảm đi cái khí mê ở trong bầu không khí và chất thải về các cái ô nhiễm môi trường. Thì quý vị, do đó sự thất bại của Joe Biden là thỏa hiệp nhưng không đạt được cái ý định ý nghĩ mong muốn là thúc đẩy Trung Quốc làm điều này do đó lần này quý vị Đảng Cộng Hòa sẽ áp dụng chính sách cứng rắn cho tất cả những cái mặt hàng của Trung Quốc đặc biệt liên quan tới kỹ nghệ năng lượng nơi mà Joe Biden đầu tư rất nhiều cho cái nghị trình gọi là Green New Deal của ông ta tức là năng lượng xanh tại vì bây giờ quý vị gần như các nguyên liệu của solar panel đều đến từ Tân Cương nơi bị cưỡng bức lao động và Trung Quốc kiểm soát cái nguồn nguyên liệu này. Chưa kể một số những cái nguồn nguyên liệu khác như là lutetium hay là cobor là Trung Quốc đã thống trị rất nhiều những cái khoáng mỏ này và tìm cách gọi là kiểm soát cái thị trường nguyên liệu này. Và lutetium và cobor là hai nguyên liệu à, cốt lõi để chế tạo bình điện. Thì quý vị, lần này Đảng Cộng hòa sẽ đưa ra chính sách cứng rắn nhằm ngăn chặn tất cả những cái à, sự thao túng của Cộng sản Trung Quốc trong xã hội Hoa Kỳ, nền kinh tế của Hoa Kỳ và kỹ nghệ năng lượng cũng như công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, lần này Joe Biden sẽ gặp rất nhiều thách thức đối với lại cái sự cứng rắn của Đảng Cộng Hòa. Và ông ta sẽ không còn nhiều lựa chọn. Nếu ông ta thỏa mãn thì sẽ mất phiếu của khối cực tả. Nếu mà ông ta chống đối thì chính bản thân của ông ta cũng sẽ không đắc cử được. Bởi vì đây là cái xu thế Chứ không phải đó chỉ là một cái phong trào bùng lên. Mà nó là một cái xu thế tẩy chay mặt hàng Trung Quốc. Ở tại Hoa Kỳ. Và quý vị thấy Walmart bây giờ gần như là họ giảm rất nhiều. 40% các cái nguồn nhập cản từ Trung Quốc. Họ đi nhập cản từ những quốc gia khác rồi. Tức là ngay cả công ty bán lẻ xưa nay nổi tiếng là 95% mặt hàng đến từ Trung Quốc. Thì bây giờ đã giảm ít nhất 40%. Thì quý vị cho thấy rằng là mua bầu cử năm nay ngoại trừ cái chính sách đối nội ra chính sách đối ngoại thì đảng cộng hòa vẫn chủ trương cứng rắn và tách rời khỏi cái uh, sự lệ thuộc và quan hệ với trung quốc và quý vị thấy là rất nhiều những thành viên đảng cộng hòa đã đệ trình các dự luật và những dự luật này sẽ được uh, đệ trình và nó sẽ chọn thời điểm đưa ra bỏ phiếu trên sàn thượng viện lẫn hạ viện trong thời gian có cuộc bầu cử sơ bộ và quý vị chúng ta sẽ phải có một cái chương mới tức là trung quốc dần dần trở thành kẻ thù của hoa kỳ và Joe Biden chỉ còn có 8 tháng tới 10 tháng, ông ta cũng không đủ khả năng xoay đổi cuộc chuyện. Tại vì ông cái nhiệm kỳ của ông ta còn đúng 10 tháng mà thôi. Và trong 10 tháng này, ông ta cũng không làm được chuyện nhiều. Ông ta có thể ký một số sắc luật, nhưng mà những sắc luật này sẽ bị lật đổ sau khi Tổng thống Đảng Cộng Hòa lên. Và sau khi mà Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, họ sẽ thông qua những cái dự luật cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới tình hình mà Joe Biden phải đối diện với áp lực cứng rắn với Trung Quốc, không còn chọn lựa. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều trong cái cuộc nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!